Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Nam Em Việt Nam. Hôm nay trên tay mình là chiếc Fujifilm X-Pro 3, chiếc máy mới nhất của hãng. Bởi vì thời gian cầm chiếc máy này của bọn mình không nhiều, chỉ khoảng 2 ngày thôi. Thế nên là thay vì việc bọn mình làm một chiếc video review thì bọn mình quyết định làm một buổi thử thách chụp ảnh đường phố có tên là thử thách chụp ảnh đường phố 10 có. Cái thử thách này diễn ra như thế nào? Đó chính là bọn mình sẽ đi xin chụp ảnh chân dung đường phố của những người khác nhau bất kỳ trên phố và để xem là sau bao nhiêu người thì mình mới có được 10 sự gật đầu để chụp ảnh nhá. Ok, đi thôi. Có vẻ là Son rủ người đầu tiên phát được luôn, nên là có một có rồi. Ok, tiếp vào nhé. Trên tay mình hôm nay đang là chiếc 16mm 2.f/2.8. Nói chung là cái việc mà chụp vé rất là rộng, nhân lên cái tiêu cự đó đâu rồi khoảng 24 khẩu hàng giá thì cái đóp thế độ chụp ảnh rất là dày, nên là có để xem anh chụp thế nào nó dễ chụp hoặc là chụp cái gì đó mang tính đường phố một tí, kể câu chuyện nhiều hơn thì cái việc xóa phông nó không phải là kiểu cái điều kiện tiên quyết ấy, thì mình sẽ thử xem chiếc 16 này như nào, nét rất là nhiều. Xin được kiểu ảnh cái thứ ba rồi. Sau một loạt ảnh được chụp ao nét về những quen chụp kiểu đấy, ép muốn thừa vẫn chưa được. Có thêm mấy kiểu đầu ao nét à? Kiểu đầu hơi ao, hơi ao một xíu. Bán này rồi.
nam với nhau nên thật là bây giờ mọi người cứ hay thì là sinh ứng rất là sợ mọi chuyện bánh lắm mạng nó làm cái gì nó xấu lắm chứ không làm phải đâu. Bà cứ bình thường cho tự nhiên bà. Kệ nó chụp cái gì nó chụp vậy. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với studio Đám Việt Nam. Bọn mình thì vừa mới quay trở lại từ phố Hàng Bông. Đúng rồi, phố Cục. Ngã tư Hàng Bông, bọn mình là địa điểm cuối cùng của bọn mình. Thì cuối cùng là thử thách 10 người nói có đã gọi là hoàn thành.
trong đấy mình là người chiến thắng, còn tất nhiên Phá sẽ là người chiến bại rồi. Và mặc dù chỉ hoàn thành sau cái thử thách đấy chỉ có đâu đấy khoảng vài phút thôi, tuy nhiên là ai bảo em đến muộn, tức là em không kịp chụp, ngoài nhà có nhiều ảnh hơn. Để chúng ta để xem là cái chất lượng hình ảnh của Phá thế nào, chứ hôm nay mình nhìn thấy Phá luôn dàn xếp hơi nhiều. Nhưng mà dù sao thì anh phỏng vấn em tí, anh cảm thấy cái trải nghiệm hôm nay như thế nào? Hôm nay trải nghiệm nó cũng hơi mới lạ tí. Thì lâu lắm rồi em đi chụp này, đi hỏi 10 người, một buổi chụp em chắc hỏi và để xin chụp chắc chỉ độ 1-2 người. Hôm nay phải hỏi tận 10 người mà em bị từ chối. Em phải hơn, em mà muốn được 10 người em phải bị từ chối ít nhất là... Hôm nay em bị từ chối khoảng độ cũng phải tầm 10-15 người. Thế cả? Cũng khá nhiều. Anh bị từ chối đâu đấy khoảng tầm 7-8 lần. Tức là số lượng người hỏi của mình đã rơi vào tầm khoảng 18 người. Được. Và mình đã có 10 người này hay không? Nếu mà bạn thích những trải nghiệm kiểu như thế này hay là những thử thách kiểu như thế này thì hãy comment cho bọn mình ở phía dưới. Ví dụ như bạn thích 10 người nói không như thế nào. Bởi vì thật ra là cũng tùy, hôm nay thì rõ ràng là với hành trình của mình thì tương đối thuận lợi. Nếu mà để gọi 10 người nói không thì mình nghĩ cũng có thể có. Là cứ nhảy vào những cái ca nào rất khó ấy. Thật ra hôm nay mình cũng gặp những cái ca mà mình thấy là rất là đẹp. Nhưng mà để mà cơ hội chụp được thì không cao. Nhưng ok, lần sau có thể mình sẽ làm thử đấy. Chứ có thể mình không chủ Phá nữa. Trông mặt nó kiểu gì cũng kiểu nói không nhiều hơn. Không, hôm nay em còn gặp một ca là đang chuẩn bị vào xin chụp nhưng người ta quay ra chỉnh nhau người khác. Có lẽ là do mặt em nó gây kích thích người ta vẫn chưa bị thôi. Ok, đó tất cả những gì có trong video 10 lần nói có ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã tham gia đồng hành của chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.